là lần fan đầu tiên của tôi. Khi quyết định tham gia hành trình này, tôi mong muốn tốt nghiệp chính cái con người của mình để trở thành một con người tuyệt vời hơn, để trở thành một leader, một lãnh đạo tài ba, một lãnh đạo xuất sắc. Xin chào thầy cô và tất cả các bạn. Tôi tên là Nguyễn Thị Hồng, tôi sinh năm 1983. Hiện tôi đang sống và làm việc tại thành phố Bắc Giang. Tôi đang là quản lý, là giám đốc của Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Trẻ Hòa nhập Small Step tại thành phố Bắc Giang. Đây là lần fan đầu tiên của tôi. Khi quyết định tham gia hành trình này, tôi mong muốn tốt nghiệp chính cái con người của mình để trở thành một con người tuyệt vời hơn, để trở thành một leader, một lãnh đạo tài ba, một lãnh đạo xuất sắc, tạo được một cái năng lượng cho đội 8 luôn thần tốc chiến thắng. Đồng đội của tôi đã dạy tôi bài học về kỷ luật là sức mạnh, luôn luôn biết yêu thương đồng đội của mình, các vị trí luôn luôn được đảm bảo, luôn luôn có kỷ luật để đưa đến một cái sự thành công cho cả đội. Sau khi học cô Lanh thì tôi từ một người trì hoãn, tôi đã trở thành một con người cam kết, một con người kỷ luật. Tôi luôn thực hiện các bài tập của thầy cô giao một cách đầy đủ, hoàn thành trước tất cả các mục tiêu. Tôi đã vượt ngưỡng trong tất cả các hành trình chạy bộ, đã có rất là nhiều lần tôi chạy 42 cây, chạy 21 cây và ngày nào tôi cũng chạy 10 cây. Từ trong tâm trí tôi, từ trong đáy lòng tôi gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy cô đã cho tôi biết yêu thương bản thân mình, đã cho tôi nhìn thấy một con đường sáng cho bản thân tôi, cho gia đình tôi, cho sự nghiệp của tôi và cho tất cả những người học sinh thân yêu của tôi, những phụ huynh rất tuyệt vời của tôi. Yes!